Kinh Viransaka. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Setavana, tỉnh xá ông Nathabindika. Lúc bấy giờ, các gia chủ Bà La Môn Viransaka đến trú tại Savatthi vì một vài công việc. Các gia chủ Bà La Môn được nghe Sa Môn Gotama là thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya, nay ở Savatthi tại Setavana, tịnh xá ông Nathabindika. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Đây là Thế Tôn bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự tượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Với thánh trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này, cùng với ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn. Các loài trời và loài người, khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Lành thay, nếu được ý kiến một vị A-la-hán như vậy, rồi các gia chủ Bà La Môn ở Viraja đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, một số đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số nói lên những lời thân hữu chào đón xã giao với Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Một số chắp tay vái Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số nói lên tên họ của mình trước mặt Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số giữ im lặng rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các gia chủ Bà La Môn ở Viraja bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì ở đây một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? Này Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì ở đây một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới nơi này? Này các gia chủ, do nhân hành phi pháp, hành phi chánh đạo. Này các gia chủ, mà như vậy ở đây có một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục do nhân hành đúng pháp, hành đúng chánh đạo. Này các gia chủ, mà như vậy ở đây có một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới đời này. Chúng con không thể hiểu một cách đầy đủ những gì Tôn giả Gotama thuyết giảng một cách vắn tắt nếu không được giải thích rộng rãi. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho chúng con thì chúng con có thể hiểu một cách đầy đủ những gì Tôn giả Gotama thuyết giảng một cách vắn tắt. Như vậy, này các gia chủ, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, Tôn giả. Các vị gia chủ Bà La Môn ở Viraja vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các gia chủ, có ba loại thân hành phi pháp, hành phi chánh đạo, có bốn loại khẩu hành phi pháp, hành phi chánh đạo như kinh trước. Chỉ thế, các gia chủ Bà La Môn ở Sala bằng các gia chủ Bà La Môn ở Viraja cho đến hết kinh. Kinh Viransaka thứ 42. Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện.